Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tài Phèn. Mình nói trước nha, thường là mình rất là ít muốn review những cái đồ âm thanh. Tại vì mình thấy là những cái đồ âm thanh đa phần nó rất là khó để làm logic được nó. Tại vì tất cả những thứ liên quan tới âm thanh thì nó đều đến từ cái chuyện là cảm xúc của các bạn như thế nào khi các bạn sử dụng hoặc là trải nghiệm nó. Chứ nó thường rất là ít những cái liên quan tới số liệu hoặc là dẫn chứng được bằng mắt thường. Cho nên là để có thể làm một cái video hoàn chỉnh để có thể đưa ra những cái dẫn chứng cho các bạn thì mình thấy là thường rất khó. Mà trong khi đó nha, thật sự nếu như nói về những cái đồ âm thanh mà các bạn muốn có một cái kiến thức đủ nhiều thì đa phần nó đến từ trải nghiệm là chính. Mà những cái đồ âm thanh mà thật sự là real âm thanh luôn thì các bạn sẽ thấy cái mức giá của nó rất là cao. Cho nên là hiện tại mình đang không có quá nhiều kinh nghiệm liên quan tới chuyện là review những cái đồ âm thanh. Mình không biết là sắp đến thì nó có thay đổi gì hay là không, tức là mình có đam mê để mà chơi âm thanh hay là không. Nhưng mà ít nhất là ở ngay thời điểm hiện tại thì nó là như vậy. Tuy nhiên ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về một cái loa, đó chính là Razer Nummo V2X. Đây là lần đầu tiên mà mình review một cái loa và nó thật sự xứng đáng để làm một cái video clip nói riêng về nó. Về cái bối cảnh hiện tại của dòng loa Razer Nummo thì họ cho ra mắt với ba cái phiên bản của năm 2023 này. Tức là trước đó thì họ đã có một cái phiên bản trước rồi, nó gọi là Nummo V1 đi. Bây giờ thì nó đều đã là Razer Nummo V2 với ba cái chiếc loa. Thứ nhất là phiên bản Pro, thứ hai là phiên bản thường và thứ ba là phiên bản X. Và cái chiếc loa ở trên bàn của mình ngày hôm nay là phiên bản X, tức là cái mức giá của nó sẽ là thấp nhất. Razer Nummo V2X sẽ có mức giá là 3.990.000 đồng. Nummo V2 thường sẽ có mức giá là 6.690.000 đồng và Razer Nummo V2 Pro sẽ có mức giá là 10.690.000 đồng. Còn Razer Nummo V2X ở trên bàn của mình thì nó chỉ đơn giản là một cái cặp loa với rất là ít những cái tính năng. Các bạn chỉ đang có ở đây là hai cái chiếc loa stereo hai bên thôi, cho nên nó là dạng loa 2.0 hoàn toàn bình thường. Lên trên con Nummo V2 thường thì các bạn sẽ là loa 2.1, tức là ngoài cái chuyện nó có thêm hai cái phần loa bên trên thì các bạn có thêm một cái loa sub bass ở ngay phía bên dưới, tức là nó giúp cho các bạn có thể nghe được cái âm bass tốt hơn. Và kèm thêm là hai cái loa cánh nó cũng có thêm hai cái phần led RGB đánh ra ngoài sau. Và ở trên cái con Pro thì nó khác nằm ở chỗ là nó cũng y chang như là con V2 thường, nhưng mà cái loa bass sub thì nó sẽ là một cái loa không dây chứ không phải là có dây nữa. Và kèm thêm các bạn có một cái remote điều khiển thêm nữa để mà các bạn có thể cân chỉnh được những cái âm thanh hoặc là chức năng của cái loa. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phiên bản basic nhất, giá rẻ nhất nhưng mà nó hoàn toàn xứng đáng để anh em mình biết thêm. Về cách thức lắp đặt thì cái loa này nó kết nối với cái máy tính của bạn rất là dễ dàng, nó cũng chẳng có gì cả. Ở bên trong nó chỉ có hai cái loa như vậy thôi. Và nó sẽ có một cái loa bên phải là cái main speaker, tức là nó một cái loa chính. Các bạn sẽ đi từ cái loa bên phải nè, đi một cái dây vào trong đó để nối ra cái loa bên trái. Thì là cái loa trái nó sẽ là một cái loa phụ và nó không có những cái bảng điều khiển ở trên này. Và chính cái con loa phải này nó có một số những cái nút chức năng ở trên đó. Chẳng hạn như là cái nút nguồn thì nó thật ra nó không gọi là power button mà nó gọi là multi function button. Tại vì ngoài cái chuyện là các bạn có thể mở nguồn của cái loa lên thì các bạn còn có thể bấm hai cái để nó chuyển đổi giữa chế độ là Bluetooth, tức là không dây, sang chế độ có dây, tức là ghim vào trong cái máy tính. Rồi kèm thêm là các bạn có thể tăng giảm âm lượng ở trên cái phần loa luôn. Nhưng mà mình thấy là nó cũng không có cần thiết lắm. Tại vì hiện nay gần như là tất cả mọi con bàn phím mà các bạn đang có ở ngay tại nhà thì nó đều có những cái nút multimedia rồi. Chẳng hạn như là tăng giảm volume này kia thì các bạn cũng có thể thao tác ở trên cái bàn phím, nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Rồi còn chưa kể có những cái con phím mà nó còn có núm nữa, cho nên là các bạn có thể tăng giảm volume rất là dễ. Các bạn không nhất thiết là phải với cái tay lên trên cái loa. Cho nên là gần như cái tính năng mà tăng giảm âm lượng thì mình thấy nó không có cần thiết lắm. Cái con Razer Nummo V2 này nó có một cái thiết kế hoàn toàn khác với lại Razer Nummo V1. Cái khác đầu tiên là ở trên hai cái phần loa cánh, tức là loa stereo thì nó không có những cái phần tweeter ở bên trên, tức là các bạn sẽ không có những cái loa để hỗ trợ tăng cái phần treble hơn. Thì mình thấy cái này nó cũng sẽ hợp lý hơn. Tại vì hai cái con loa ngay bây giờ nó không phải là những cái con loa bình thường nữa mà nó là loa toàn giải. Chi tiết hơn như thế nào thì lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn cùng nghe. Và kèm thêm là cái loa sub bass thì nó không phải là cái dạng hình trụ lên nữa, nó không phải giống như cái thùng rác, mà bây giờ nó cũng đơn giản hơn, nó chỉ là một cái khối vuông bình thường thôi. Thì mình thấy là rõ ràng về cái thiết kế hiện tại của năm 2023, Razer họ hướng tới một cái sản phẩm mà nhìn nó thông dụng hơn. Các bạn để nó vào trong một số những cái setup gaming nó cũng có nhiều cái phong cách hơn, không phải như cái phiên bản Nummo V1 thì nhìn nó rất là gaming. Các bạn bỏ vào những cái setup mà nó theo kiểu là led RGB này kia thì ok. Còn nếu cho các bạn mà muốn những cái góc gaming mà nó đơn giản hơn, nó tối giản hơn thì nhìn cái loa nó rất là lạc quẻ. Thì đối với phiên bản Razer Nummo V2 thì với cá nhân mình nha, mình thấy là nó có đẹp
hơn và nó tinh tế hơn khá là nhiều. Lưu ý là ở trên con Razer Nummo thì các bạn sẽ không có thể tùy biến được cái độ cao của nó cũng như là cái góc nghiêng của nó. Tức là nó chỉ là một cái cục loa duy nhất như vậy thôi. Cái chân của nó hoàn toàn không thể xoay được và các bạn cũng không thể thay đổi được cái góc nghiêng. Với cá nhân mình thì mình thấy nó cũng rất là bình thường. Tại vì thứ nhất là mình không có cái nhu cầu là phải xoay qua xoay lại cái loa nhiều. Cho nên là mình thấy là để yên chết một chỗ vậy là ok. Nhưng mà có một số những anh em thì họ vẫn thấy là cái việc mà Razer họ làm chết như vậy thì nó khá là bất tiện. Tại vì chẳng hạn như là trong cái góc ngồi của bạn, bạn có hai người, ví dụ như là ba này ngồi với lại con này ngồi ở hai cái ghế kế bên nhau, thì thành ra là các bạn ví dụ như là đôi khi muốn xoay cái màn hình qua để mà cả hai cùng coi phim đồ này kia thì nó cũng tương đối là bất tiện, các bạn phải xoay thêm cái chân loa nữa nó cũng không hay lắm. Hoặc là thứ hai cái bàn của bạn có thể là nó sẽ thấp hơn hoặc là cao hơn so với vị trí ngồi của bạn, thì bạn cũng không có thay đổi được cái góc nghiêng của cái phần loa, cho nên là cái phần này nó cũng tương đối là bất tiện dành cho những cái góc setup khác nhau. Nhờ với cá nhân mình thì mình thấy ok, thì vì cái góc ngồi của mình nó cũng rất là tối giản, nó ít đồ, mình không có nhu cầu là trang trí nhiều đồ. Nhưng mà những anh em nào mà có nhiều đồ ở trên cùng một cái bàn làm việc hoặc là bàn gaming thì các bạn sẽ thấy cái loa này nó tương đối là bất tiện để mà thay đổi được cái độ cao. Ở trên loa thì có một cái tính năng tương đối hay của cái phần nút bấm, đó chính là cái nút mà tăng và giảm âm lượng. Khi các bạn click cùng lúc thì nó sẽ chuyển đổi nhanh cho các bạn sang một cái thiết bị nào đấy mà các bạn đã gắn trước ở trong cái phần Razer Synapse. Thì mình thấy cái này nó một cái rất là thú vị, tại vì như thế này nha, trong bối cảnh là chẳng hạn như các bạn có thêm một cái tai nghe khác. Tại vì chúng ta thường là đâu có nghe qua loa 100% đúng không? Các bạn đôi khi cũng sẽ muốn nghe qua tai nghe nữa. Thì cái cách setup rất là đơn giản, các bạn vào trong Synapse nè, các bạn trỏ vào ngay cái thiết bị phụ của bạn. Thì khi mà các bạn đang nghe qua loa, các bạn lại muốn chuyển sang là nghe ở trên tai nghe, thì các bạn nhấn vào cái nút cộng và trừ âm lượng cùng một lúc thì nó sẽ chuyển sang tai nghe. Rồi các bạn nhấn thêm một cái nữa thì nó sẽ tự động chuyển về loa lại. Thì các bạn sẽ đỡ được cái thao tác là phải rê con chuột xuống dưới cái góc phải, rồi chọn vào cái phần device audio, rồi sau đó các bạn sẽ phải chọn tới chọn lui, rất là mất công. Các bạn click một cái thì nó sẽ chuyển đổi nhanh luôn. Thì đây là một cái tính năng mà mình thấy nó cũng tương đối là hay, các bạn có thể tận dụng thêm để tăng thêm cái trải nghiệm của mình. Và tới cái phần mà mình chia sẻ với các bạn về cái cảm giác nghe của mình khi mà nghe qua một cái loa nó sẽ là như thế nào ha. Cái ý đầu tiên cực kỳ quan trọng và nó chiếm trọn cái sự thuyết phục của mình trong khoảng vài ngày vừa qua, đó chính là khi các bạn nghe nhạc qua loa thì cái chuyện là nó có thể giúp cho các bạn có một cái không gian âm thanh nó tốt hơn là nghe qua tai nghe rất là nhiều. Chẳng hạn như là nếu như bình thường các bạn vẫn nghe qua tai nghe nha, thì các bạn chỉ đơn giản là áp cái tai nghe vào đúng không, thì hai cái driver của cái tai nghe nó sẽ đánh vào trong cái màng nhĩ của các bạn và nó cho các bạn biết cái âm thanh nó thật sự là gì. Nhưng khi các bạn nghe qua loa thì nó không đơn giản là như vậy. Cái thứ mà các bạn đang được trải nghiệm là các bạn được nhúng mình vào trong cái không gian âm thanh xung quanh. Thì khi các bạn thật sự nghe cái kiểu đó, các bạn sẽ thấy là mình thật sự được đắm chìm vào trong mỗi không gian mà xung quanh của mình nó đều là âm nhạc. Thì cái trải nghiệm của nó tốt hơn là đeo qua tai nghe rất nhiều. Tại vì đầu tiên các bạn đeo qua tai nghe thì nó rất là bí bách. Nhất là những cái con tai nghe mình được làm với cái bát da, thì khi các bạn đeo lâu các bạn sẽ thấy nó bị đổ mồ hôi, bị nóng rất là nhiều. Cho nên là trong khoảng vài ngày vừa rồi khi mà nghe nhạc qua loa, mình thấy là nó đã hơn rất là nhiều. Mình rất là khó để có thể diễn tả thật sự cho các bạn, tại vì như mình nói nó rất là khó để mà có thể logic hóa. Nó đa phần là đến từ cái trải nghiệm hoặc là cái cảm xúc của anh em khi mà nghe nhạc qua loa. Các bạn sẽ thấy nó có một cái gì đó nó rất là khác biệt khi mà nghe với lại tai nghe. Nhưng mà các bạn hoàn toàn lưu ý giúp mình nha, là để các bạn có thể đắm chìm vào trong một cái không gian âm thanh như mình đã có chia sẻ từ nãy tới giờ, thì các bạn thật sự cần có một cái không gian riêng. Nó không có giống như đeo tai nghe, tại vì đeo tai nghe thì các bạn cầm cái tai nghe các bạn áp lên trên đầu rồi các bạn nghe thôi, nó rất là đơn giản đúng không, nó rất là riêng tư. Nhưng mà khi các bạn nghe qua loa thì tức là cả cái vùng âm thanh đó ai cũng nghe được cái thứ mà bạn đang nghe. Có thể là những thứ nó rất là phiền, như là khi các bạn coi một số những cái phim mà nó có những cái cảnh đánh nhau hoặc là bom đạn, hoặc là khi các bạn chơi game những cái tiếng khói lửa, thì rất có thể là khi đó các bạn sẽ thấy ok, nhưng mà người khác thì lại không thấy như vậy. Cho nên mình nghĩ là nếu như các bạn thật sự là muốn mua loa, tới ngay chỗ này mà các bạn không có một cái phòng riêng, các bạn không có một cái không gian riêng, thì các bạn nên gác lại cái ý tưởng này để khi nào các bạn có thật sự một cái phòng riêng thì các bạn hãy sắm loa để mà xài. Quay lại với cái trải nghiệm về chính cái không gian tạo ra được từ cái bộ loa này, nãy giờ mình đã nói rất là nhiều đúng không? Thì ở trên cái loa này nó sẽ có hai cái chế độ để tái tạo không gian mà các bạn cần phải quan tâm. Đầu tiên đó chính là nếu như các bạn nghe bình thường, nó là một cái cặp loa stereo cực kỳ bình thường luôn, nó chỉ đơn giản là hai cái loa. Nhưng mà có một cái rất hay là mình thấy ở trong một số những hình ảnh poster của Razer khi mà họ quảng cáo cái cặp loa này, hoặc là ở trên một số những cái trang review nước ngoài khác thì mình thấy thường là mọi người rất là thích setup theo kiểu là quay hai cái loa hướng thẳng vào trung tâm, tức là chúng ta sẽ ngồi ở giữa và hai cái loa sẽ hướng vào như thế này. Nhưng mà mình thì mình lại không thích điều đó. Tại vì khi mình nghe như vậy mình cảm giác như là mình rất là bị ngột, tất cả những cái âm thanh nó bị tập trung thẳng vào mình thì mình không có thích như thế. Thì với cái cách setup của mình thì mình thường hay để cái loa cho nó vuông góc luôn. Thì tức là mình ngồi như thế này thì cái âm thanh nó sẽ đi thẳng. Nhưng mà có một cái rất thú vị là nếu như các bạn để setup giống như mình nha, thứ nhất là các bạn sẽ thấy là nó thoang thoảng, nó không có bị tập trung hẳn âm thanh vào trong người của bạn, các bạn đỡ mệt hơn. Và thứ hai là mặc dù các bạn để thẳng
Nhưng các bạn khi mà sử dụng cái loa này ở chế độ stereo á, các bạn vẫn có được cái cảm giác á, là giống như âm thanh nó phát ra từ cái màn hình á, tức là nó phát ra từ cái trung tâm của cả hai cặp loa, chứ nó không phải là phát ra song song vô hai lỗ tai của bạn. Cho nên là khi mà các bạn nghe, các bạn sẽ thấy là âm thanh nó rất là gom, nó rất là tập trung, trong khi đó các bạn vẫn đang để cái chế độ stereo. Thì hầu hết á, là các cái tình huống á, thì người ta đều sẽ sử dụng như thế. Và mình thấy là cái loa này nó thật sự là một cái cặp loa stereo rất là ổn để các bạn có thể trải nghiệm và coi phim, chơi game. Nhưng mà ngoài ra, đặc biệt hơn, đối với những cái sản phẩm của Razer từ trước tới nay, kể cả là tai nghe, thì các bạn sẽ thấy là Razer họ nói rất là nhiều về cái tính năng THX Spatial Audio. Thì nó là một cái tính năng giúp cho các bạn có thể giả lập được cái âm thanh vòm xung quanh cơ thể của bạn khi mà các bạn thật sự ngồi trước một cái cặp loa. Trước đây khi mình trải nghiệm cái tính năng này ở trên những cái tai nghe của Razer á, thì mình thấy là nó đúng là có rất wow nha. Tức là nó hoàn toàn khác biệt so với chuyện các bạn để stereo, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó rất là giả. Tại vì cái driver của cái tai nghe thì nó rất là nhỏ, và các bạn đeo vào các bạn sẽ chỉ có được cái cảm giác là các bạn đang giả lập nghe thật sự một cái gì đó mà thôi. Nhưng khi các bạn kích hoạt cái tính năng này, khi các bạn sử dụng với một cái cặp loa thật sự á, thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với những gì mà các bạn trải nghiệm ở trên một cái tai nghe bình thường của Razer. Cái khác biệt nó nằm ở chỗ là khi mà mình kích hoạt cái tính năng này lên á, thì mình rất thích khi mà trải nghiệm một số những cái âm nhạc rất là cũ cho đến cả những cái âm nhạc rất là mới. Âm nhạc rất cũ ở đây á, là khi các bạn nghe một số những cái bài nhạc từ khoảng thập niên 80, thập niên 90, thì nó sẽ giúp cho cái không gian của cái bài hát á, nó được rộng hơn rất là nhiều. Và các bạn sẽ có cái cảm giác nó rất là mới mẻ, nó rất là lạ, mặc dù là các bạn đang nghe cùng một bài hát từ trước đến nay các bạn vẫn nghe. Nhưng mà thật sự là cái âm thanh mà nó cho ra nó rất là đã, bởi vì cái không gian của nó cũng đã được thổi phồng lên rồi. Nhưng mà khi các bạn kích hoạt cái tính năng này để các bạn nghe một số những cái bài hát mới sau này nữa, với một số những cái bản phối mà các cái người mixer họ cố ý cho vào đó một số những cái chi tiết mà bình thường các bạn nghe với loa stereo hoặc là tai nghe stereo á, các bạn sẽ không có nghe ra. Chẳng hạn nha, khi mà mình nhắm mắt lại và mình nghe một cái bài hát mà nó ở thời hiện đại ngay lúc này á, thì mình dễ dàng nhận định được là giọng ca sĩ nó đang ở khoảng hướng này, đúng không? Nhưng mà ví dụ như có một số những cái âm thanh nhạc cụ như là tiếng trống hoặc là tiếng kèn gì đó, nó bị tách qua một bên, và sau đó nó sẽ có thêm một số âm thanh mà nó chạy qua chạy lại nữa. Và khi các bạn trực diện ngồi ở trong một cái không gian mà hai cái loa nó phát âm thanh cho các bạn nghe, thì các bạn sẽ nghe được những cái tiếng âm thanh đó cực kỳ rõ ràng. Mà đó là một cái trải nghiệm mà từ trước đến nay khi các bạn nghe những cái bài hát, đôi khi các bạn sẽ không có để ý đâu. Nhưng mà khi các bạn thật sự ngồi vào trong một cái cặp loa mà nó có cái tính năng này, thì các bạn mới thấy là nó thú vị tới mức nào. Và kèm thêm là với cái tính năng này, mà nếu như các bạn áp dụng vào trong một số những cái tựa game, nhưng mà lưu ý nha, là không phải bất cứ tựa game nào cũng được hỗ trợ bởi THX. Các bạn có thể lên trên cái phần mà support game á, thì các bạn sẽ thấy có một vài tựa game đang được hỗ trợ tại đây. Thì có một cái tựa game ở trong đó mà mình nghĩ là nó sẽ tận dụng cực kỳ tốt cái tính năng này, đó chính là Genshin Impact. Tại vì đối với game Genshin á, thì cái phần nhạc nền của nó nè, rồi những cái tiếng âm thanh, tiếng lá cây, tiếng môi trường nè, tiếng những cái con creep, những cái con thú ở trong game, nó sẽ được phát hiện rất là rõ ràng ở cái vùng không gian xung quanh người của bạn khi các bạn bật cái tính năng này lên. Và còn chưa kể là nhạc nền của game Genshin nghe nó cũng hay nữa, cho nên là mình nghĩ thật sự là các bạn nên trải nghiệm cái tính năng này vào trong game. Nhưng mà đến với khi mà mình test cái tính năng THX này với một số những cái tựa game FPS, và cụ thể ở đây là mình test với Valorant á, thì mình thấy là khi mà bắn Valorant mà các bạn kích hoạt cái THX này lên á, thì nó đúng thật là nó cho một cái không gian nó rộng hơn. Nhưng mà với cá nhân mình thì mình lại không thích cái điều đó. Tại vì á, khi các bạn chơi Valorant nha, các bạn để chế độ stereo bình thường thôi, thì các bạn cũng đã nghe được cái tiếng bước chân của đối thủ nó rất là rõ ràng rồi. Các bạn kích hoạt lên á, thì đúng thật là nó vẫn có thể nghe rõ hơn nữa. Tức là nó giúp cho các bạn có thể định hướng rộng hơn, thay vì nó chỉ là hai cái kênh đôi. Như mình thấy á, bởi vì đây là một cái tựa game đối kháng, các bạn đang bắn một một với lại những cái đối thủ của mình, thì khi mà các bạn kích hoạt cái này lên á, các bạn sẽ thấy nó hơi bị ngộp. Tại vì nó có quá nhiều những âm thanh diễn ra ở cùng một thời điểm, âm thanh skill nè, âm thanh bắn súng nè, đủ thứ hết. Cho nên là mình thấy á, đối với FPS game mà là những cái tựa game mà bắn trực diện, bắn đối kháng theo kiểu này á, thì mình thấy là nó không có hay lắm. Đối với cái tính năng này, mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả nhất dành cho một số những cái tựa game mà cái không gian của nó rộng hơn. Chẳng hạn nha, hiện nay nó đã hỗ trợ cho Apex Legends nè, nó có hỗ trợ cho cả Battlefield nè. Những cái tựa game mà cái địa hình nó thật sự hùng vĩ, thật sự rộng, có nhiều cái âm thanh từ tiếng trực thăng nè, đến cả những cái tiếng xung quanh ở trong cái không gian của bạn mà nó thật sự nhiều người chơi á, thì mình nghĩ đây là một cái tính năng cực kỳ hợp lý. À, mà nó cũng có hỗ trợ cho CSGO luôn rồi nha. Nhưng mà mình thấy là đối với CSGO thì nó cũng chẳng khác Valorant là mấy. Cho nên là đối với cá nhân mình thì mình không khuyến khích là chơi cái tính năng này cho những cái tựa game như trên. Cause no
thì bây giờ anh em mình nói với nhau về phần chất âm của cái loa khi mà nghe thì nó sẽ như thế nào nha. Như mình có nói ngay từ ban đầu thì mình không có nhiều kinh nghiệm liên quan tới cái chuyện là lắng nghe loa hay là âm thanh gì cả. Nhưng mà với cái trải nghiệm của mình thì mình thấy nó có một số những cái điểm nhấn như sau. Đầu tiên là về cái âm lượng của cái loa này thì nó rất là lớn. Như Razer họ công bố thì cái loa này cái mức công suất của nó có thể lên tới 96 decibel. Cho nên là khi mà mình nghe thật sự nha, là với cái khoảng cách ngồi bình thường của một cái bàn máy tính bình thường thì mình thấy là mình chỉ để âm lượng lớn nhất luôn á, lớn nhất từ trước tới giờ là khoảng 30%. Trung bình thì mình chỉ để đâu đó là khoảng từ dưới 20% thôi thì cũng đã có thể nghe âm thanh rất là rõ ràng. Và thậm chí là mình còn hay bị la là bật loa lớn quá. Cho nên là khi mà nghe thì mình thấy là cái âm thanh của nó thật sự rất là lớn ha. Và có một cái rất là hay á, là ở trên cái loa này á, mặc dù khi các bạn setup ở cái mức âm lượng rất là thấp, khoảng đâu đó 7-8% gì đó ở trên Windows thôi, thì các bạn cũng đã vẫn có thể nghe được cái âm bass nó phát ra từ chính cặp loa này, chứ nó không có bị tịt hẳn luôn như những cái loa khác. Cho nên là đối với mình nha, thì cái loa này cái chất âm của nó thuyết phục được mình. Một điểm nữa là các bạn cần phải lưu ý ha, ở trên cái con Razer V2X tức là phiên bản rẻ nhất này thì nó không có cái phần LED ở ngay phía mặt lưng của cái loa. Cái lý do là bởi vì sao? Tại vì đây là một cái loa toàn giải. Loa toàn giải tức là một cái loa mà nó có thể nghe được tất cả mọi giải âm. Thì theo như cái thông tin của Razer cung cấp, chúng ta nghe được những cái giải âm từ 75Hz lên tới 20.000Hz. Thì đối với những cái loa toàn giải tức là các bạn có thể nghe được cả âm bass nè, âm middle nè và cả âm treble. Cho nên là khi mà nghe thì chúng ta không cần những cái sub bass, chúng ta vẫn có thể nghe được cái âm bass của nó. Đương nhiên là nếu như các bạn có những cái sub bass thì các bạn nghe nó còn hay hơn nữa, âm thanh bass nó sẽ lực hơn. Nhưng mà với cái trải nghiệm của mình thì mình thấy là với cái mức bass này thậm chí là nó đang là cái loa tốt nhất hiện tại mình có ở trong nhà của mình luôn. Và mỗi cái loa đều mang một cái driver với kích thước là 3 inch. Đây không phải là một cái mức kích thước driver quá lớn, nhưng mà xét chung về những cái loa dành cho máy tính như thế này, các bạn đặt lên trên bàn các bạn cũng không muốn có những cái loa quá lớn quá chiếm diện tích, thì mình thấy là cái loa này với cái mức driver 3 inch như trên thì mình thấy là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được rất là nhiều những cái nhu cầu của anh em. Bây giờ cái trải nghiệm của mình nha, từ cái chuyện mà mình coi phim nè, tới cái chuyện mà mình chơi game, tới cái chuyện mình nghe nhạc, thì cái loa này nó phục vụ được rất là tốt tất cả những cái nhu cầu như trên. Mình không thấy có vấn đề gì với tất cả những cái nhu cầu mà mình đang trải nghiệm. Họa chăng là cái nhu cầu của bạn nó hơi đặc biệt một chút xíu, nó hơi đặc thù một chút xíu. Chẳng hạn như là các bạn làm mixing, các bạn làm editor, các bạn cần những cái loa kiểm âm thì mới cần phải mua những cái loa thực sự như thế. Còn nếu như các bạn chỉ đơn giản là nghe nhạc nè, các bạn chỉ đơn giản là giải trí, thì với mức giá 4 triệu cho chất âm này, mình thấy nó hoàn toàn xứng đáng và không hề bị ngáo giá. Có vài điểm mà mình nghĩ là ở trên cái con loa này nó có thể cải tiến thêm, và cái đầu tiên là về phần tính năng thôi. Tại vì mình thì mình rất là thường xuyên chuyển đổi giữa hai cái chế độ là stereo và THX, tức là mình rất là muốn là lâu lâu thì mình nghe nó stereo bình thường thôi, nghe nó đỡ mệt tai, nhưng mà lâu lâu thì mình cũng muốn là nghe cái không gian nó rộng một chút xíu. Thì ở trên cái loa này nó không có cái nút điều chỉnh nhanh, tức là mình không có dễ dàng để mà có thể chuyển qua chuyển lại giữa hai chế độ này. Thường là nếu như các bạn muốn chuyển nha, các bạn phải bật cái Synapse lên, các bạn vào trong cái device, các bạn chọn vào cái phần loa, rồi các bạn sau đó mới gật được cái công tắc qua trái hoặc là qua phải để mà chuyển đổi chế độ, thì mình thấy là nó hơi mất công. Trong khi đó là trên cái loa này thì đáng lý ra là theo setup phần mềm các bạn có thể tùy biến thêm những cái tính năng ở trên những cái cụm phím này. Chẳng hạn nha, cái phần mà nút power các bạn nhấn hai cái là nó chuyển sang cái chế độ là có dây và không dây là Bluetooth, đúng không? Nhưng mà đáng lý người ta nên cho các bạn thêm những cái tính năng khác, chẳng hạn như là giữ lâu hoặc là nhấn ba cái thì sao? Thì như thế chúng ta sẽ có nhiều cái tính năng hơn. Mình nghĩ đây hoàn toàn là một cái cập nhật thông qua phần mềm, và mình hy vọng là bên phía Razer có thể coi được cái video này để có thể cung cấp thêm một số những cái tính năng thêm cho anh em mình. Và cái thứ hai là vẫn quay trở lại với cái thiết kế, thì mình thấy là nó không có thể cân chỉnh cũng như là không có thể xoay trái xoay phải quá dễ dàng. Thì mình thấy là đối với mình thì nó ok, nhưng mà rất có thể là những anh em khác sẽ gặp vấn đề với chính cái thiết kế này. Vậy thì tổng quan lại là với mức giá 4 triệu đồng cho một con Razer V2X thì cái trải nghiệm của mình trong khoảng một tuần vừa rồi là nó hoàn toàn thuyết phục. Mình không thấy có bất cứ vấn đề gì về chính cái phần chất âm, về chính cái phần tính năng và về chính cái phần thiết kế cũng như là ngoại quan của chính cái loa này. Mình thấy rất là thích, và thật sự nha, mình hy vọng là được trải nghiệm thêm cái phiên bản là V2 Pro hoặc là V2 thường để coi là cái sub bass của nó khi mà nó có thật sự là một cái loa rời như thế thì cái chất âm của nó có được cải thiện hơn hay là không. Thì chắc là mình sẽ đi mượn để mà trải nghiệm thử. Còn nếu như các bạn mà muốn trải nghiệm những cái loa như thế này, các bạn có thể ra một số những cái showroom mà họ có trưng bày thì mình nghĩ là họ sẽ có những cái sản phẩm như thế này để anh em mình có thể trải nghiệm dễ dàng hơn. Ok, cảm ơn các bạn, và đừng quên là mình sẽ lên sóng video vào lúc 19:30. Nếu như các bạn muốn mình làm thêm hoặc là giải đáp thêm cho các bạn về những cái vấn đề gì đó khác, các bạn có thể comment lại phía bên dưới, mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào.